súng nâng cấp thứ 3 của Free Fire, Scar cá mập đen. Vào ngày 2 tháng 1 để sở hữu ngay Scar cá mập đen, sử dụng huy hiệu Vi cá mập để nâng cấp 7 cấp độ. Với 7 cấp độ, bạn sẽ nhận được những hiệu ứng đi kèm. Cấp 1, tăng chỉ số và vẻ ngoài ấn tượng. Cấp 2, thông báo hạ gục. Cấp 3, có một vẻ ngoài mới. Cấp 4, hiệu ứng trúng đạn đặc biệt. Cấp 5, hiệu ứng bắn ra lửa kèm theo hiệu ứng hạ gục đặc biệt. Cấp 6, diện mạo mới và tăng chỉ số. Ngoài ra, còn mở khóa khả năng gây thêm sát thương lên mũ và giáp. Cấp 7, cá mập được thức tỉnh, nâng cấp tối cường và có hành động độc quyền cực đỉnh, triệu hồi cá mập đen. Giờ thì vào game và trải nghiệm ngay thôi nào. Mùng 2 tháng 1 này, cá mập siêu hùng ra mắt, đừng bỏ lỡ nhé.